Rất vui được gặp lại quý hàng trên kênh rút bán nhà Gò Vấp bán nhà Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh cũng như là website nhà đất hùng.com. Ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố theo cách hiện đại năm 2018 nằm ngay trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì căn nhà này chúng ta có diện tích là ngang 4m1, dài 13m và được ứng cống 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Nhà chúng ta là một căn nhà phố được thiết kế với một phong cách rất đẹp và lạ nha quý hàng ơi. Và căn nhà này thì chúng ta nằm cách mặt tiền Lê Văn Thọ khoảng chừng 30m thôi. Hẻm trước nhà là một con hẻm một trục 6m thông. Chúng ta có thể di chuyển xe hơi, xe tải một cách thoải mái vào nhà luôn. Và nhà chúng ta rất tiện làm văn phòng công ty cũng như là văn phòng đại diện, văn phòng kinh doanh buôn bán đều rất là phù hợp nha quý hàng ơi. Và căn nhà này thì chúng ta có thể mua đầu tư, mua ở, mua đi bán lại đều hợp lý luôn. Diện tích căn nhà này là ngang 4m1, độ dài là 13m và được đúc cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Nhà chúng ta được thiết kế rất đẹp và sang trọng luôn. Căn nhà này thì nằm cách mặt tiền Lê Văn Thọ chừng 30m, sát bên là công viên Làng Hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Tây, di chuyển đi lại rất là thuận tiện luôn. Và mình sẽ di chuyển vào phía bên trong căn nhà này nhé. Thì phía trước này thì chúng ta sẽ có lớp cửa sắt phía ngoài được làm rất chắc chắn và kiên cố luôn. Bên trong thì chúng ta sẽ có một khoảng sân. Khoảng sân của chúng ta khoảng 1m, chúng ta đậu được xe gắn máy một chiếc. Và bước vào phía bên trong đây nữa thì chúng ta sẽ có lớp cửa chính của căn nhà mình. Lớp cửa chính này được làm bằng chất liệu là cừu căm xe rất dày và bền. Và bên trong này chúng ta sẽ có khu vực phòng khách hoặc gara xe hơi. Nếu gia đình mình có xe hơi, chúng ta có thể đậu xe hơi ở khu vực này. Khu vực này khoảng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và khu vực này thì chúng ta có thể làm văn phòng công ty hoặc là có thể đậu xe hơi một cách thoải mái luôn. Và căn nhà này của chúng ta là một trệt một lửng 3 lầu, hướng là hướng chính nam, phù hợp với những ai hợp phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này vừa mới xây xong cách đây vài ngày thôi và đang được nhà đất Huy Hùng rao bán và gửi đến cửa hàng trong dịp tháng 7 âm lịch này. Và khu vực dưới thì chúng ta sử dụng sàn gạch bóng kính 80, rất đẹp và sang trọng. Hai bên chúng ta sử dụng trang trí giấy dán tường. Chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng. Trần trên là thạch cao và căn nhà này được trang trí rất là nhiều những cái điểm nổi bật so với những căn nhà mà nhà đất Hùng trước đây gọi đã gửi đến quý hàng trước đây. Và căn nhà này vị trí nằm là vô cùng đắc địa. Một trục Lê Văn Thọ vào khoảng chừng 30m thôi. Hẻm trước nhà là con hẻm 6m thông. Khu vực phía dưới cầu thang chúng ta có một cái hòn non bộ ở đây được trưng bày và trồng rất là nhiều những cây kiểng ở đây tạo thẩm mỹ cho căn nhà của gia đình mình. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực phòng bếp này. Ở đây thì chúng ta có khu vực cầu thang có tay vịn cầm xe, mặt đá hoa cương, kính cường lực 10 ly. Và ở đây thì chúng ta có những cây lam để chúng ta trưng bày những cái giỏ hoa cũng như là những cái chai rượu quý. Và phía trong này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng bếp này. Khu vực bếp ở đây thì chủ nhà sử dụng chất liệu là được làm bằng chất liệu là gỗ sồi Nga. Và phía trên này chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và khu vực bếp này cũng khá là rộng rãi. Chúng ta để một bộ bàn ăn và chúng ta sinh hoạt nấu nướng ở đây rất là thoải mái. Và bên khu vực bếp này được ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 3m. Và phía sau thì chúng ta sẽ có một khoảng giếng trời. Khoảng giếng trời này chức năng lấy sáng và lấy gió cho toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Nhà chúng ta có hai giếng trời nha. Đây là giếng trời này. Ngang 4m1, độ dài 13m và được đúc cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Ngay dưới trệt này chúng ta có sử dụng một cái phòng vệ sinh sử dụng chung. Phòng vệ sinh của căn nhà này thì khá là đẹp mắt và sạch sẽ. Chúng ta sử dụng thương hiệu nội thất là Inac. Mình sẽ quay ra phía ngoài này. Ngang 4m1, dài 13m, một trục Lê Văn Thọ 6m vào tới nhà. Xe hơi, xe tải di chuyển rất là thoải mái luôn. Và giá bán căn nhà này là 6.050.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ với bên nhà đất Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp của website của bên mình là nhadathuyhung.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác của khu vực Gò Vấp cũng như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Đây là khu vực tầng lớn, khu vực phòng khách có gia đình mình này. Ở đây chúng ta có một bức tranh bằng đá 3D này. Ngay khu vực sảnh cầu thang thì chúng ta lên khu vực phòng khách luôn. Và đây là khu vực phòng khách này. Phòng khách này chúng ta có một cái phòng khách rất là rộng. Chúng ta có cửa sổ ra hướng trời, trên này chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng rất là lung linh. Và giá bán căn nhà này phù hợp cho một căn nhà vừa ở vừa làm văn phòng công ty, nằm cách mặt tiền đường Lê Văn Thọ 30m thôi và cách công viên Làng Hoa khoảng chừng
150m nha quý hàng ơi. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, đi về trung tâm thành phố thì khoảng chừng 15 đến 20 phút và qua sân bay thì khoảng chừng 5-7 phút thôi. Và giá bán này đang là giá bán chính chủ. Quý hàng có thể đi xem và liên hệ trực tiếp với bên mình để đi xem căn nhà phố đẹp sang trọng và được thiết kế theo một cách hoàn toàn hiện đại năm 2018 này nha. Nhà chúng ta thì sẽ có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp với những ai hợp phong thủy là đông tứ trạch. Đây là khu vực phòng ngủ này. Phía đây phòng ngủ chúng ta sử dụng là sàn gỗ công nghiệp loại 1. Và ở đây chúng ta có trần thạch cao, hai bên tường có trang trí này. Hệ thống đèn chiếu sáng và ống máy lạnh đã được đi sẵn rồi. Tất cả phòng ngủ thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh của ta, chúng ta thì sẽ nằm đây này. Đây, phòng vệ sinh chúng ta có bồn rửa và bồn cầu, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, rất là sang trọng. Hệ thống cửa của căn nhà này thì chúng ta sử dụng cửa gỗ căm xe kết hợp với là cửa nhựa loại thép Euro Window. Và mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Sàn vẫn là sàn gỗ nha. Phòng ngủ khá rộng nha quý hàng ơi. Ngang 4m1, độ dài 13m, được xây dựng hết và không bị lộ giới. Hôm nay thì chúng ta đã ổn định rồi. Phía trước này chúng ta có ban công này. Ban công ở đây thì chúng ta để những cái chậu kiểng như thế này. Và tất cả hệ thống màn rèm cửa đã được đi sẵn cho gia đình mình. Phòng này thì chúng ta cũng có phòng vệ sinh trong luôn. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Chúng ta để thấy này, cũng có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen. Thương hiệu nội thất là Inac. Chúng ta sẽ qua khu vực lầu 2 tham quan khu vực phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Quý hàng quan tâm đến căn nhà phố này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Thầy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khi quý hàng xem video bên kênh bán nhà Gò Vấp và bán nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng như website nhà đất Thầy Hùng.com thì quý hàng vui lòng đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những video cũng như là những sản phẩm mới nhất bên mình sẽ rao bán nha. Bên mình bán toàn những căn nhà phố đẹp sang trọng và với giá thành là giá chính chủ. Quý hàng đi xem bên mình sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà và sổ hồng là sổ hồng chính chủ, và chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà về những căn nhà mình ưng ý và muốn giao dịch. Đây là khu vực phòng ngủ số 4 của căn nhà mình. Thì phòng ngủ số 4 chúng ta ý thấy nè, tông màu hoàn toàn khác so với ba cái phòng ngủ đã mình đã quay trước nha. Phòng ngủ số 4 và có phòng vệ sinh trong luôn. Ngang 4m, độ dài là 4m1, độ dài là 13m và được đúc có một trệt, một lửng, 3 lầu. Chúng ta đang di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau căn nhà này. Đây là khu vực phòng giặt này, phía sau chúng ta có khu vực phòng giặt nha. Đây là khu vực phòng giặt của căn nhà mình. Và phía sau này chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía sau. Phía trước này thì chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ. Đây chúng ta có khu vực phòng thờ này. Phòng thờ cũng khá rộng rãi luôn. Quý hàng nào quan tâm đến một căn nhà một trục nằm một trục Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để vừa ở vừa làm văn phòng công ty cũng như là văn phòng kinh doanh, văn phòng đại diện thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Thị Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và đây là con hẻm trước nhà này, con hẻm một trục nha quý hàng ơi. Khu này là khu sát bên công viên Làng Hoa cũng như là chợ và nhà thờ Hạnh Dương Tây. Quý hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ bên nhà đất Thị Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và giá bán căn nhà này là 6.050.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy liên hệ bên nhà đất Thị Hùng sớm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.